Hôm nay là thứ ngày mùng 8 tháng 7. Trời tiết hôm nay là nhiều mây. Mình thường xuyên đi Grab xe máy. Khi đó mình nghĩ là ba người lại sẽ mỗi người với mình nói chuyện. Khi nào ở Việt Nam bao lâu, anh là người nước nào, Việt Nam anh cảm giác thế nào bạn bạn, chắc anh mình nghĩ là mọi người rất thân thiện, ai đã bắt đầu học tập hôm nay từ bài 4, chẳng mỗi năm mỗi sáu. Thế này, đầu tiên vừa xem vừa nghe, sau đó không 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 xem chỉ nghe, sau đó lại vừa xem vừa nghe bảo đảm. Ok, bắt đầu nhé. Đặt máy áo dài. Quên ơi, mình muốn đặt máy áo dài. Thế à, mình nghĩ là như mặc áo dài thì sẽ đẹp lắm. Nhưng mà sao đặt máy áo dài thì có nhiều chỗ lắm. Cậu dạy thì cho mình tìm máy áo dài đẹp được không? Tất nhiên rồi, chúng ta đi bây giờ luôn nhé. Đây là tiệm áo dài mà cả mình, chị cái mình tiểu thủ khai tuần mà đặt máy. Ồ, người ta trao tiểu áo dài đẹp quá. Bà Tâm ơi, bà nhận của cháu. Bà à, muốn đặt máy áo dài à? Ừ, chào cháu, cháu học trung quên à. Cháu có thể mặc thử bất cứ loại áo dài nào trong tiệm này. Trước tiên, cháu chọn chiều nhé, sau đó, bà sẽ sổ đó. Cháu có thích bộ nào không? Vâng, cháu muốn mặc thử bộ áo dài kia à? Bộ này nhỉ? Ôi, xinh quá, bà cho cháu mặc thử nhé. Quên ơi, cậu thấy thế nào? Tuyệt vời, hợp với cậu lắm. Bà Tâm ơi, cháu rõ chiều này à? Được rồi, mỗi cháu đi vào hôm bên trong để lại sổ đó. Của cháu hết 2 triệu đồng. Đây là biên lai. 2 tuần sau, cháu lại tiền tài để lại áo dài. Biên lai này nhé. Vâng à, thế thì 2 tuần sau cháu sẽ đến đây lại. Cảm ơn Nguyên nhé. Thích quá, sắp có áo dài rồi. Cái cũng xa xin này. Cái giờ như gì cũng có xin này. Hồi tuổi đặt máy áo dài. Nguyên ơi, mình muốn đặt về áo dài. Thế à, mình nghĩ là như mặc áo dài thì sẽ đẹp lắm. Nhưng mà sao đặt máy áo dài thì có nhiều chỗ lắm. Cậu giới thiệu cho mình một tiệm áo dài đẹp được không? Tất nhiên rồi, chúng ta đi bây giờ luôn nhé. Đây là tiệm áo dài mà cả mình các giải lưu thủ hay đặt may. Ồ, người ta trao nhiều áo dài đẹp quá. Mà Tâm ơi, bạn này là của cháu, bạn ấy muốn muốn đặt áo dài à? Ừ, chào cháu, cháu học cùng trường học quên à? Mặc thử loại áo dài nào trong tiệm này. Trước tiên cháu cháu kêu nhé, sau đó bà sẽ sau đó. Cháu có thích môn nào không? Vâng, cháu muốn mặc thử bộ áo dài trong có thiếu hoa văn kia à? Bộ này nhỉ? Ôi, xinh quá, và cháu cháu mắc thù nhé.
Vinh ơi, cậu thấy thế nào? Tuyệt vời, tập cập cập lắm. Và tâm ơi, cháu cho kiểu kiểu này à? Được rồi, cháu tí vi vào phòng tên trong. Cô cháu hết 2 triệu đồng. Đây là biên lại. 2 tuần sau, cháu lại đến đây để áo nhé. Lúc đó, như mang theo biên lại. Vâng ạ, thế thì 2 tuần sau cháu sẽ đến để cảm ơn Nguyên nhé. Thích quá, sắp có áo dài rồi. Chút tôi gọi yêu, nghĩ dự án khi khác gì? Yêu mô cả, nếu có xong rồi. Sì, thì kết thúc này có gọi ông để dự vấn đồ bếp sẽ gọi ông để mà. Số lúc đó, những cái sạch đuôi cô. Nguyên ơi, mình muốn đặt máy áo dài. Thế à, mình nghĩ là Yui mặc áo dài thì sẽ đẹp lắm. Sẽ đẹp lắm. Yui à, mình nghĩ là Yui mặc áo dài thì sẽ đẹp lắm. Nhưng mà sao? Đặt mái áo dài thì có nhiều chỗ lắm. Cậu giới thiệu cho mình một tiệm mái áo dài đẹp được không? Tất nhiên rồi. Chúng ta đi bây giờ luôn nhé. Đây là tiệm áo dài mà cả mình lắng chị gái mình đều thương hay đất mai. Ồ, người ta theo nhiều áo dài đẹp quá. Bà Tâm ơi, bạn này là bạn nhất của cháu. Bạn ấy muốn đặt mái áo dài à? Ừ, chào cháu, cháu học cùng trường với Nguyên à. Cháu có thể mặc thử bất cứ loại áo dài nào trong tiệm này. Trước tiên cháu trông chiều nhé. Sau đó bà sẽ lại số đó. Cháu có thích bộ nào không? Vâng, cháu muốn mặc thử bộ áo dài trắng có theo hoa vàng kia à? Bộ này nhỉ? Ôi, xinh quá. Bà cho cháu mặc thử nhé. Nguyên ơi, cậu thấy thế nào? Tuyệt vời, hợp với cậu lắm. Bà Tâm ơi, cháu trông chiều này à? Được rồi, mời cháu đi vào phòng bên trong để lại sổ đó. Mời cháu đi vào phòng bên trong để lấy số đó. Quả cháu hết 2 triệu đồng. Quả cháu hết 2 triệu đồng. Đây là biên lại. 2 tuần sau, cháu lại đến đây để lại áo nè. Lúc đó, nhỏ mang theo viên lai này nhé. Bạn à, thế thì 2 tuần sau cháu sẽ đến để lại. Cảm ơn Nguyên nhé. Thì qua sắp khổ áo dài rồi. Kết quả là xin lỗi. Cái giờ, sai gồm sao, mình nào gara sao đúng không? Ôt đá xin lỗi. Bạn hội thoại đặt máy áo dài. Nguyên ơi, mình muốn đặt máy áo dài. Thế à, mình nghĩ là Yui mặc áo dài thì sẽ đẹp lắm. Nhưng mà sao? Đặt máy áo dài thì có nhiều chỗ lắm. Cậu giới thiệu cho mình một tiệm máy áo dài đẹp được không? Tất nhiên rồi. Chúng ta đi bây giờ luôn nhé.
Đây là Đây là thêm áo dài mà cả mình lẫn chị gái mình đều thường hay đặt may. Ồ, người ta trao nhiều áo dài đẹp quá. Bà Tâm ơi, bạn này là bạn nhật của cháu. Bạn ấy muốn đặt may áo dài à? Ừ, chào cháu. Cháu học cùng trường với Nguyễn à? Cháu có thể mặc thử bất cứ loại áo dài nào trong tiệm này. Trước tiên, cháu chọn điều ý. Sau đó, ta sẽ lấy số đo. Số đo, số đo. Cháu có thích bộ nào không? Bộ nào không? Vâng, cháu muốn mặc thử bộ áo dài trắng có thêu hoa vàng kia à? Bộ này nhỉ? Bộ này nhỉ? Ôi, xinh quá. Xinh quá. Bà cho cháu mặc thử nhé. Uyên ơi, cậu thấy thế nào? Tuyệt vời, hợp với các cậu lắm. Bà Tâm ơi, cháu chọn kiểu này ạ. Được rồi, mời cháu đi vào phòng bên trong để lấy số đo. Của cháu hết 2 triệu đồng. Đây là biên lai. 2 tuần sau, cháu lại đến đây để lấy áo nhé. Lúc đó, nhớ mang theo biên lai này nhé. Vâng ạ. Thế thì 2 tuần sau cháu sẽ đến đây để lại. Cảm ơn Nguyên nhé. Thích quá. Sắp có áo dài rồi. じゃあ今日は終了しようか。箱根湯本を過ぎてサウドをどこまで行くかね。旧道を登ってから雨が結構強くなってくるな、あの後。はい。